Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 cho đến ngày 25 tháng 6, tại thành phố Doha của Qatar, Hội đồng UNESCO cân nhắc xét duyệt hơn 30 địa danh trên thế giới để được công nhận trở thành di sản thế giới. Và mới đây thì đường mòn Inca của 6 quốc gia Nam Mỹ đã chính thức trở thành di sản thế giới. Có thể nói, việc được xét duyệt là di sản thế giới sẽ góp phần hỗ trợ kinh tế một cách đáng kể cho công tác bảo tồn một địa danh, vì ngay lập tức lượng khách du lịch đổ về đó sẽ tăng lên nhiều lần. Đặc biệt, đường mòn Inca, con đường mòn dài hơn 30.000 km trải qua 6 quốc gia, nếu được công nhận sẽ có vai trò thúc đẩy du lịch không chỉ cho một mà cả 6 quốc gia, bao gồm Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador và Peru. Người Inca, một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ, đã xây dựng mạng lưới đường mòn trải dài trên khắp các góc xa xôi của đế chế Inca, từ Quito, Ecuador tới Santiago, Chile và phía đông đến Mendoza, Argentina. Cusco là thủ phủ lịch sử của đế chế vĩ đại này. Hầu hết các đường mòn chính đều nằm trên những ngọn núi xung quanh Cusco. Đường mòn Inca tới Machu Picchu gồm 3 cung đường. Tuy nhiên, cung đường khảo cổ quan trọng và đẹp nhất chỉ dài 43 km. Không chỉ có đường mòn Inca mà hang động Chauvet nằm ở miền nam nước Pháp cũng có thể được trở thành di sản thế giới. Hang động này có hơn 1.000 bức vẽ cổ, khắc họa những sự vật thường ngày mà người tiền sử đã trông thấy, thường là các loài động vật hoang dã. Ngoài ra, các địa danh khác như thành lũy Apin, Iraq, giếng Rani Kivap, Ấn Độ cũng là những khu vực nhiều tiềm năng.